Thưa quý vị, môi trường có tác động rất lớn đến đời sống, sức khỏe của con người. Thế nhưng nhiều năm nay, người dân xã Hưng Phước ở huyện biên giới Bù Đốp phải chịu tác động xấu của ô nhiễm môi trường do các trại heo ở nơi đây gây ra. Thực trạng này không phải là vấn đề mới, nhưng đến nay vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Nhà và vườn ở gần trại heo Nghi Long của công ty cổ phần nông nghiệp Vema chi nhánh Bình Phước tại ấp Bù Tam, xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp. Cuộc sống của gia đình anh Lê Hồng Sơn bị xáo trộn. Điều anh lo lắng hiện nay là người vợ đang mang thai phải sống trong tình trạng ô nhiễm môi trường sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của vợ con mình. Trước đây chưa có trại heo á thì bà con ở đây thì không khí cũng bình thường. Nhưng mà có trại heo thì cũng có một lúc là thối chúng tôi khó chịu, lúc mưa gió là kia là thối dữ lắm, ruồi nhặng nhiều. Cũng có lúc mà trời mưa đó là tôi thấy là bà con cũng có cái đường rãnh ở dưới đó là có xả, cũng có thối. Còn gia đình anh Điểu Thắng cũng bị ảnh hưởng nặng nề bởi tình trạng ô nhiễm môi trường do các trại heo gây ra. Nhiều năm nay anh đã gõ cửa các cơ quan chức năng cũng như phản ánh tại các hội nghị tiếp xúc cử tri, mong được can thiệp trả lại môi trường trong lành cho gia đình anh và người dân sống xung quanh các trại heo. Ảnh hưởng đến đời sống gia đình của tôi và con của tôi là bị chất độc màu da cam nữa, lại không đi được mà mồ hôi thối mà ảnh hưởng đến gia đình của tôi bệnh tật ốm đau rất nhiều. Trong thời gian mà mấy ông xã nước thải đó và cả bà con ở đây ai cũng kêu ca mà đi tới đâu cũng không ai giúp đỡ giải quyết những cái điểm này để dứt điểm. Đó là điều mà quan trọng. Chúng tôi mong muốn làm sao, ước ao làm sao để dứt điểm cái ô nhiễm môi trường này cho bà con được làm ăn sinh sống. Không ở gần trại heo như gia đình anh Sơn, nhưng có vườn cao su giáp ranh trại heo Lộc Phú của công ty cổ phần nông nghiệp Vema chi nhánh Bình Phước. Sức khỏe của gia đình anh Điểu Thái cũng bị ảnh hưởng khi phải thường xuyên đến thu hoạch và chăm sóc vườn. Tôi có đất vườn, đất nhà luôn, có vườn cao su đang cạo, cũng sát chạy heo luôn, giáp ranh chung luôn. Thì cũng có ảnh hưởng mấy, cũng có kiến nghị mấy lần rồi, nhưng mà vẫn im ru. Cũng bình thường, cũng đâu có thấy trả lời gì hết luôn. Mùi hôi thối với lúc tới nó xả với cái thuốc khử trùng, nó gắt. Vợ nhà thì vợ thì bị viêm xoang, mà vô thì tới nghe mùi hôi. Về tới nhà là ói nhức đầu mấy ngày mới hết. Trên địa bàn xã là có 6 cái trại heo. Thì qua các cuộc tiếp xúc cử tri thì dân cũng có phản ánh. Thì xã, chính quyền địa phương cũng phối hợp với các ngành để kiểm tra và nhắc nhở các trang trại để thực hiện đúng các cái quy định và cam kết về cái bảo vệ môi trường mà doanh nghiệp đã cam kết lúc mà đầu tư xây dựng. Trên địa bàn ấp Bù Tam, xã Hưng Phước, hiện có nhiều trại heo san sát nhau với diện tích rộng và quy mô hàng chục ngàn con heo cho mỗi trại. Các trại heo này đều có hệ thống kênh mương bao bọc xung quanh, chạy dọc hai bên đường giao thông, ven đường cao su của người dân và dẫn ra sông Măng. Tình trạng ô nhiễm môi trường không chỉ ảnh hưởng đến người dân, mà còn ảnh hưởng đến môi trường của con sông quan trọng này, nơi biên giới.